Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đảm bảo nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn. Phường Tiền Châu phát huy mô hình dân vận khéo. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2019. Dự có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chúc mừng cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh. Vĩnh Phúc đang phấn đấu đặt mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ 21. Để đạt mục tiêu này, bên cạnh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, rất cần tới sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành mong muốn thời gian tới, các doanh nhân doanh nghiệp tiếp tục phát huy lợi thế, tranh thủ những thời cơ thuận lợi, bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc để đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đặc biệt các doanh nghiệp cần mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm đổi mới mẫu mã, cải thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ, nâng cao năng lực, trình độ quản trị doanh nghiệp, tiến tới hội nhập toàn phần để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Liệt kê cho đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã có hàng 5-60 cái sản phẩm hiện nay đang có mặt ở trên khắp các cái thị trường châu Âu, thị trường Nhật Bản, thị trường Mỹ. Nhưng mà nhìn lại thì chủ yếu là các cái sản phẩm được sản xuất từ các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thì các doanh nghiệp, doanh nhân của Vĩnh Phúc chúng ta ở đâu? Và bao giờ thì chúng ta có những cái sản phẩm này, bao giờ chúng ta đủ sức cạnh tranh trên cái thị trường trong nước cũng như là thị trường thế giới. Cũng báo cáo toàn thể các quý vị, tất cả những câu hỏi đó, những vấn đề đó đặt lên vai không chỉ cho cấp ủy, chính quyền, mà nó chính là những câu hỏi, những vấn đề lớn đặt ra trọng trách lên vai các doanh nghiệp, doanh nhân, các quý vị ngày hôm nay. Chúng tôi mong rằng với cái truyền thống của mình, các doanh nghiệp, doanh nhân Vĩnh Phúc sẽ mạnh mẽ hơn nữa, vững vàng hơn nữa, chèo lái con thuyền doanh nghiệp của các quý vị vượt qua những khó khăn vướng mắc, vượt qua những rào cản để vươn ra biển lớn, đủ sức cạnh tranh trong cái cuộc cạnh tranh khốc liệt của thương trường ngày hôm nay, cùng chính quyền và nhân dân trong tỉnh đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những cái tỉnh phát triển. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cũng yêu cầu các sở ban ngành, huyện, thành phố quan tâm sâu sát hơn nữa, tăng cường đối thoại, tiếp xúc các doanh nhân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Vĩnh Phúc hiện có trên 11.200 doanh nghiệp, trong đó có trên 370 doanh nghiệp FDI đang đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Những năm qua, cùng với các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước và tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh, có những giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách hàng năm của tỉnh, giải quyết việc làm cho hơn 40 vạn lao động, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả với những sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới, trở thành những thương hiệu nổi tiếng được cả nước biết đến, nhận những giải thưởng cao quý, Sao vàng đất Việt, giải thưởng chất lượng Việt Nam, doanh nghiệp bền vững, cúp thanh gióng. Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Đình Tuyển, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại chia sẻ, cung cấp thông tin mới và phân tích những thuận lợi khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giao ban công tác dân tộc và tôn giáo. Trong 9 tháng năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền,
vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc, tôn giáo, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đồng bào các dân tộc tôn giáo trong tỉnh đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Trong 9 tháng qua, bên cạnh mặt tích cực trong công tác dân tộc và tôn giáo, thì việc xây dựng, chỉnh trang tu sửa một số cơ sở tôn giáo ở một số nơi vẫn chưa đúng quy định. Một số chức sắc tôn giáo chưa có được mối quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân ở địa phương, dẫn đến những việc chưa đồng thuận. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu các cấp các ngành liên quan cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp, tham mưu giải quyết được những vấn đề bất cập nảy sinh, tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện xây dựng dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2025. Nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh là điều quan trọng đầu tiên đối với doanh nghiệp, dù là mới sản xuất hay là mở rộng sản xuất. Để đầu tư sản xuất phải có vốn, gần như 100% các doanh nghiệp trong nước đều phải vay vốn. Vì vậy, chính sách được ban hành sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí lãi suất, cạnh tranh được giá thành đầu ra cho sản phẩm, doanh nghiệp cũng yên tâm đầu tư sản xuất. Với hai giải pháp được nêu ra ở dự thảo nghị quyết là mức hỗ trợ 50% lãi suất vay vốn, nhưng không quá 1 tỷ đồng cho một doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ 5 năm và giải pháp thứ hai là vẫn hỗ trợ mức đó, nhưng thời gian hỗ trợ là 3 năm. Các thành viên trong hội đồng tư vấn phản biện đều nhất trí về sự cần thiết ban hành nghị quyết hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, hiện nay các doanh nghiệp đang hướng tới phát triển kỹ thuật công nghệ cao, do vậy mức hỗ trợ 1 tỷ đồng là quá thấp so với nhu cầu thực tế về vốn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghị quyết khi xây dựng phải đánh giá và dựa trên nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp và phù hợp với đặc thù của Vĩnh Phúc. Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức hội nghị xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, hay còn gọi là OCOP. Tại hội nghị, các học viên đã được thạc sĩ Trần Kiên đến từ công ty cổ phần dược khoa DK Pharma Hà Nội phổ biến các kiến thức để xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP, trong đó tập trung vào các nội dung phác thảo sản phẩm, phân tích môi trường kinh doanh, xác định mô hình kinh doanh, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược phát triển, cũng như xây dựng kế hoạch tài chính, chương trình hành động, nguồn vốn và phương án huy động nguồn vốn. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm có kiến thức và kỹ năng để nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất và kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhờ đó sẽ từng bước nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân, tạo dựng được những thương hiệu nông sản mũi nhọn của Vĩnh Phúc. Theo quy định của Bộ Nội vụ, tất cả các thôn tổ dân phố không đảm bảo tiêu chí bắt buộc phải sáp nhập. Tuy nhiên, tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, có nhiều thôn không đảm bảo tiêu chí, nhưng khi thực hiện sáp nhập đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Thôn Cây Thông, xã Minh Quang có 94 hộ gia đình là thôn bắt buộc phải sáp nhập. Theo kế hoạch, thôn Cây Thông sẽ được sáp nhập với thôn Vực Lựu, có 212 hộ gia đình. Nhưng trên thực tế, cả hai thôn vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của người dân về chủ trương sáp nhập. Chúng tôi cũng đồng ý sáp nhập, nhưng vì phổ biến với dân, nói với dân là dân bảo là địa bàn cách xa quá, là đi họp khó khăn, dân không đồng ý. Thì chúng tôi cũng chỉ biết có thế thôi. Họp dân thì vận động dân nói nhiều lắm rồi, dân chẳng nghe thì chúng tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Là nhân dân là cho rằng đây là một cái khoảng cách nó xa cách, nó không liên kề với nhau. Đấy, cho nên vì thế là đi lại người ta ngại đến để tập trung họp hành. Chính vì cái lẽ đó cho nên cái thứ nhất là người ta không đồng tình ủng hộ. Cái thứ hai ấy, là hiện nay có một cái số là một là chứng minh nhân dân, hai là cái vấn đề bia đỏ. Tôi nói ví dụ như thế, thế thì nhân dân phản ánh là bây giờ lại phải cải tạo lại làm lại, thế thì nó vất vả cho nhân dân. Chính vì lẽ đó cho nên nhân dân không đồng tình ủng hộ. Xã Minh Quang có 19 thôn dân cư, trong đó có 6 thôn không đạt tiêu chí về quy mô số hộ theo quy định của Bộ Nội vụ, bao gồm các thôn Cây Thông, Minh Hồng, Yên Bình, Đồng Thứ, Quang Sơn và Trung Hòa. Xã đã xây dựng kế hoạch sáp nhập thôn Cây Thông với thôn Vực Lựu, thôn Đồng Thứ với thôn Yên Bình để thành lập hai thôn mới đảm bảo tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa thực hiện được kế hoạch sáp nhập thôn. Do địa bàn Minh Quang thì đồng bào dân tộc chiếm tỷ lệ hơn 60%. Đâm ra là cái nhận thức của
của nhân dân đối với công tác sát nhập thôn thì nó còn thiếu sót và còn chưa đồng thuận. Mặt khác thì là do cái việc tách thôn nhỏ đấy từ lâu rồi, hình thành cái khu dân cư. Đơn giản là bây giờ là để thực hiện sát nhập lại thì bà con nhân dân chưa đồng thuận. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để cho bà con thông suốt cái vấn đề sát nhập thôn. Sát nhập thôn tổ dân phố là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tổ chức lại thôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn. Bộ Nội vụ đã có thông tư số 01 hướng dẫn rất chi tiết về tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố. Và đã là quy định thì mọi đơn vị, tổ chức, cá nhân đều phải chấp hành vì mục tiêu chung, đảm bảo cho sự phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Chính phủ và của tỉnh về việc ưu tiên nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Thời gian qua, hệ thống tổ chức tín dụng đã ưu tiên dành nguồn vốn cho người dân vay, sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Trong đó, tiên phong chính là hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh. Vay vốn để chăn nuôi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh huyện Tam Dương từ năm 2018 với số vốn ban đầu 100 triệu đồng. Đến nay, sau chưa đầy 2 năm, dư nợ vay của anh Nguyễn Hữu Bích, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương đã lên hơn 300 triệu đồng. Với mục đích vay chính đáng và nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, các khoản vay của anh Bích đều được nhân viên ngân hàng giải ngân nhanh chóng. Khi ra đây thì ra là với cái nhu cầu vay chính đáng của mình là chăn nuôi, ngân hàng, anh em và ngân hàng, cán bộ và ngân hàng giúp đỡ hết cỡ. Thủ tục thì rất nhanh gọn và giải ngân rất nhanh chóng. 2 ngày là mình hoàn thiện hồ sơ, xong là rút tiền. Tính đến nay, Agribank chi nhánh huyện Tam Dương đang có trên 5.600 khách hàng vay vốn với dư nợ trên 1.100 tỷ đồng, tăng 6,54% so với thời điểm đầu năm. Không chỉ ưu tiên nguồn vốn đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc 2 đã chính thức thực hiện việc giảm lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn từ 6% một năm xuống còn 5,5% một năm, thuộc lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để khách hàng là hộ chăn nuôi quy mô lớn như gia đình anh Hoàng Văn Mười, thôn Yên Bình, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo tiếp tục vay vốn đầu tư chuồng trại, phát triển đàn lợn trong bối cảnh tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong thời gian bạo giá vừa rồi, không nói thì chắc ai cũng biết, người chăn nuôi rất khổ sở. Không những giờ này lại còn bị bệnh dịch tả châu Phi nữa. Nếu được ngân hàng mà giảm lãi suất thì gia đình tôi rất cảm ơn bên ngân hàng đã giúp đỡ tạo điều kiện cho gia đình tôi và không những tôi mà những người chăn nuôi như tôi. Thực tế cho thấy, từ nguồn vốn vay của hệ thống các ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh đã giúp cho nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư chuồng trại chăn nuôi, phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Từ đó, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là huyện có diện tích trồng cây vụ đông lớn của tỉnh, Yên Lạc luôn chú trọng đến hiệu quả mùa vụ để đạt được năng suất cao nhất. Những năm gần đây, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ đông theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Nhiều năm trở lại đây, người dân thường không mấy mặn mà với gieo trồng cây vụ đông do năng suất đem lại không cao, lại cần nhiều công chăm sóc. Nhằm hạn chế tình trạng bỏ trống đồng ruộng, ngay từ khi chuẩn bị kết thúc vụ mùa, huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều hội nghị giao chỉ tiêu gieo trồng đến từng địa phương. Phấn đấu toàn huyện gieo trồng đạt 1.350 ha trong vụ này. Các địa phương bám sát vào kế hoạch và chỉ tiêu được giao đã tuyên truyền đến người dân về những chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông của tỉnh, vận động người dân gieo trồng thành vùng sản xuất hàng hóa. Để đảm bảo tốt cho cái kế hoạch, thì chúng tôi quán triệt với cái tinh thần là phấn đấu thực hiện hoàn thành cái chỉ tiêu mà chúng tôi đã xây dựng. Để đảm bảo được cái kế hoạch này thì chúng tôi hướng dẫn và gợi ý với các thôn là sẽ thực hiện là tập trung ở ba cái giống cây trồng chính, đó là cây bí đỏ hàng hóa, cây khoai lang và cây khoai tây và một số cái cây rau màu khác. Trong đó thì sẽ thực hiện cái cây bí đỏ thì quy hoạch theo cái vùng sản xuất. Từ công tác tuyên truyền vận động của chính quyền các địa phương cùng với những chính sách hỗ trợ về sản xuất vụ đông của tỉnh, đến nay huyện Yên Lạc đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông. Trong đó tập trung vào gieo trồng những cây trồng chủ lực phù hợp với vụ đông như ngô, đậu tương, bí đỏ.
Nhà nước khuyến khích trồng để mà không nên bỏ ruộng hoang, cho nên nhà nước hỗ trợ cây bí là nhà nước cho không, nên là phải cố gắng để làm màu để lấy cái thu nhập thêm trong gia đình. Vụ đông là một trong ba vụ chính trong năm. Việc khuyến khích người dân mở rộng diện tích gieo trồng hết diện tích cây vụ đông sẽ đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ cho người dân. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên đã xây dựng và phát huy vai trò các mô hình dân vận khéo tại các tổ dân phố. Tại tổ dân phố Tiền Châu, tất cả các tuyến đường, tuyến ngõ lúc nào cũng sạch sẽ, khang trang, không có hiện tượng vứt rác bừa bãi. Các hộ dân sinh sống ngoài mặt đường đều chấp hành đúng quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tôi thì luôn luôn lấy thứ nhất là đảng và các cái thành viên như là hội cựu chiến binh phụ nữ là nòng cốt, và từ cái việc làm của các đảng viên xong nó lan truyền ra bằng cái việc hiệu quả thực tế đường làng ngõ xóm, ví dụ là sạch đẹp, xanh quang thì nó đảm bảo cái môi trường sống của bà con, người ta thấy là cái hiệu quả đấy là thiết thực. Thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, phường Tiền Châu đã xây dựng mô hình điểm dân vận khéo về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại tổ dân phố Tiền Châu. Trong đó chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Công tác dân vận đối với tổ dân phố này về phường chúng tôi đánh giá luôn là tổ là đi đầu trong những nhiệm vụ mà thực hiện các cái nhiệm vụ mà do đảng ủy cũng như ủy ban giao. Chính vì vậy nên là cái ở địa phương tổ dân phố này hàng năm là về phát triển kinh tế, về an ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định và chi bộ đảng năm nào cũng được trong sạch vững mạnh. Từ hiệu quả bước đầu của mô hình dân vận khéo trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phường Tiền Châu tiếp tục xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính. Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ các sở ban ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Các học viên đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan, trọng tâm là những quy định về trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời trao đổi thảo luận những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, trọng tâm là lĩnh vực đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Hội nghị được tổ chức không chỉ bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật xử lý vi phạm hành chính, mà còn góp phần tháo gỡ, giải đáp được nhiều khó khăn vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đang đặt ra hiện nay. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho hơn 100 cán bộ, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương được phân công phụ trách việc trao đổi thông tin phát ngôn với cơ quan báo chí. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các cơ quan hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp, kịp thời thông tin định hướng về những vấn đề được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, việc phát ngôn, cung cấp thông tin của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế về kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn chưa có sự gắn kết phối hợp. Trong thời gian tập huấn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo, truyền đạt chuyên đề về kỹ năng tiếp xúc, làm việc với báo chí, kỹ năng quan hệ với báo chí, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời phỏng vấn và những quy định của pháp luật về báo chí. Với các chuyên đề được trao đổi, đã trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cán bộ được giao thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí tại các cơ quan đơn vị hành chính địa phương. Việc tổ chức tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cũng góp phần kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 27 người chết, 20 người bị thương. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tham gia giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, từ đầu tháng 9 đến nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho trên 14.000 lượt người thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng huy động cán bộ chiến sĩ thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhất là những khu vực cung đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.
Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính gần 5.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn có diễn biến phức tạp. Vì vậy, để giảm tai nạn giao thông thì ngoài sự vào cuộc thường xuyên quyết liệt của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thì rất cần sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành các quy định về luật an toàn giao thông đường bộ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.